Từ đó cho thấy phát tâm Bồ Đề, trì danh hiệu Phật, tuy kim tu dư pháp, diệt đắc danh gì, nhất hướng chuyên niệm. Nhất hướng chuyên niệm này hiện tại chúng ta lãnh hội được một cách sâu sắc, chính là một phương hướng chuyên cầu tịnh độ. Đây chính là nhất hướng chuyên niệm. Bất luận tu pháp môn gì, tôi chỉ nhất tâm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Pháp môn nào cũng được, đều có thể thành tựu tâm thanh tịnh và thiện tâm thiện nguyện của chúng ta. Đảng đà môn kim tu tổng dị, nhược nhất môn thâm nhập. Đây là lời của Hoàng Niệm Tổ, là thật. Vì thâm nhập một môn, tâm họ chuyên nên dễ được niệm Phật tam muội. Họ tương ưng viên mãn với tịnh độ. Đó chính là chúng ta một đời thọ trì. Liên Trì Đại Sư suốt đời thọ trì Kinh A-di-đà. Đây là nguyên nhân gì? Kinh Vô Lượng Thọ nguyên bản quá nhiều, không dễ dàng. Đặc biệt là trong thời cổ đại, muốn tìm năm bản dịch không dễ. Ngay cả Dương Long Thư có địa vị như vậy cũng không tìm thấy. Cuốn hội tập của ông chỉ có 4 loại: Đại Bảo Tích Kinh Vô Lượng Thọ Hội ông tìm thấy, nên không phải là việc dễ. Cổ nhân thời đó kinh sách đều là sách viết tay, vì thế phân lượng rất ít, không dễ đạt được. Không như hiện tại kỹ thuật in ấn phát triển, giá thành lại thấp. Lúc nhỏ tôi biết, chúng tôi ở tỉnh An Huy chỉ có 2,5 bộ Đại Tạng Kinh, có 2 bộ hoàn chỉnh, còn 1 bộ thiếu sót không đủ. Như hiện nay trong gia đình bình thường có thể trưng bày 1 bộ Đại Tạng Kinh. Ngày xưa không thể tưởng tượng được điều này. Hàng quý tộc hào phú cũng không làm được, trừ phi là hoàng đế. Hoàng cung của hoàng đế có thể trưng bày 1 bộ, còn những người khác là chuyện không thể. Hiện nay trong gia đình bình dân có thể trưng bày 1 bộ Đại Tạng Kinh, nên câu nói này vô cùng quan trọng, chúng ta cần phải ghi nhớ: đa môn kim tu tổng bất như nhất môn thâm nhập. Nhất tâm chuyên chỉ xưng niệm Di Đà,